tiếp tục hỗn loạn, khói đen phút chốc bao phủ bầu trời giữa liên hoàn tấn công ngay bên trong lãnh thổ. Lửa hận bùng cháy, Nga điên tiết chút cơn giận vào các trung tâm đầu não của Ukraine. Chưa dừng lại ở đó, quyết xé nát tất cả nỗ lực của Kiev, Moscow đại phá kho đạn, xóa sổ hàng chục phương tiện và hàng trăm lính Ukraine. Ở phía ngược lại, các lữ đoàn tấn công tinh nhuệ Ukraine căng mình rèn luyện, chuẩn bị tung đòn quyết định. Tuy nhiên, trái tim Ukraine đã lần thứ tư hứng chịu không kích chỉ trong 48 giờ. Đáng chú ý, Điện Kremlin nói gì khi tuyến tiếp tế quân sự của phương Tây do Kiev bị bại lộ? Dù vậy, NATO vẫn khẳng định các nền dân chủ phương Tây không thể mệt mỏi vì viện trợ Ukraine. Các nước thành viên dốc lực tập trận, tăng cường phòng thủ ở các sườn của liên minh. Mỹ đồng thời ra sức thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO. Trong khi đó, Mỹ Trung đụng độ trên Biển Đông. Vùng Đông Bắc Á sôi sục, Nhật Hàn nóng mặt khi Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý.